cái chị này chỉ gặp những đức Chứ hỏi à, sắp sửa đến à, ngày sinh nhật của con. Giờ con biết niệm Phật con à, giống như à, muốn rủ các chị em ngay cái ngày đó à, công phu thờ thờ làm lễ phóng sanh. À, à, theo chú thấy như vậy nó nó hay không? những đứa nó rất là hay. Nghĩa là đem có vật hiểu áp dụng Trong cái cuộc sống của mình Cái ngày sinh nhật mình giống như là Cái ngày đó cha mẹ mình cũng khổ và lo lắm Khi sinh mình ra Giờ cha mẹ còn sống hay là <laughs> Cha mẹ đã mất Ngay cái ngày sinh nhật đó Thí dụ như ngày đó mình Nó không phải là ngày thứ bảy Chủ nhật Mình bận quá đi Mình kéo dài qua ngày chủ nhật hay thứ bảy cho người ta có thời gian rảnh mình rủ những chị em biết niệm phật đây nói đây là mình nói người niệm phật đó nghe còn người người ta không niệm phật thì cái đó chuyện của người ta còn mình đây là mình hướng dẫn người niệm phật á tùy duyên thôi thì chị em anh em rồi tập trung lại mình tu thờ rồi cái mình ăn bánh kem gì đó chuyện của mình nhưng mà lúc mình tu đó mình hồi hướng nếu cha mẹ còn sống mình cầu an cho cha mẹ nếu mà cha mẹ đã mất mình cầu siêu cho cha mẹ của mình mỗi năm năm nào ngày sinh nhật mình cũng làm gì không có sát sanh hại vật mình ví dụ như có cái lẩu chai mình không nấu được mình kêu người ta nấu Người ta đem lại cho mình nó sống nên từ nơi đó mình mà làm gì ngay vì cái thờ tu đó đó hồi hướng cho cha mẹ đặc biệt lắm á mà khi mà hồi hướng với cha mẹ của mình á, là giống như nó bòi cái gốc cho mình <laughs> giống như tâm mình vì cha mẹ thì bòi cái gốc hiếu cho mình mà ở gốc hiếu này là nó mà bồi dưỡng được thì cuộc đời quý vị nó không đến nỗi khổ ở đâu nó thật ừ. nên đây là những người niệm phật mình á, mình đem có vật hiệu mình áp dụng trong cái cuộc sống nó thiện rõ ràng mà còn những người mình mà mình ăn chay rồi mình niệm phật từ 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 mình thấy ăn chay từ từ mình tăng lên từ 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 rồi từ từ cái mình ăn chay trường luôn thật sự như đức thấy là mình ăn chay là tâm tính mình là nhẹ nhàng rõ ràng nên những đức nói rằng là gỡ đến cho tất cả những người mà từng ở trong chùa mà mình không có duyên mình ở chùa nữa mình ra ngoài đừng có ăn mặn lại Tại vì người ta ăn mặn mà người ta ăn chay là nó cả một vấn đề. Nó phải trải qua cái thời gian rất là khó khăn. Thử thách dữ lắm mới ăn chay trường được chứ không dẫn đâu. Có những người ta mới ăn chay trường người ta bệnh đau dữ lắm. Trở ngại lắm. Mà mình mà ăn chay trường được 7, 8 năm, 8, 9 năm đâu mà mình đi ra ngoài đời. Mà mình ăn mặn lại là giống như là ổn lắm. Nó thật sự rất là ổn. Nên phải duy trì cái ăn chay là cái cái thiện căn dữ lắm không có giỡn đâu mình biết tu mình biết ăn chay là cái thiện căn dữ lắm tại chúng sanh thương nhất là thân mạng mà mình cũng thương thân mạng mình đâu có con vật nào nó muốn mà nó phải chết đâu quý vị nên từ nơi đó mà mình mà biết ăn chay trường mình ăn được là đây là cái thiện căn cái cái đầu tiên nhất phật dạy là cấm sát sanh nên cái người mà đã ăn chay trường được đừng có ăn mặn lại hiểu không Đừng có nói rằng mình bệnh đau gì đó. Rồi người nhà nói mình ăn mặn đi cho có sức khỏe rồi ăn chay lại. Có khi mình ăn mặn cái đó chết queo well luôn. Tại vì <laughs> nó đến lúc cái thọ mạng nó đúng là chưa hết đâu mà nó thử mình thôi. Nhưng mà khi mình sát sanh mình ăn thịt thì tự nhiên cái thọ mạng đến lúc không có dễ đâu. Nên từ đó mình phải duy trì cái ăn chay. Cái này là cái thiện căn mà nếu mình gây dựng được á không có ai ép mình được đâu thực sự một cái người ăn chay mà mình mình đi về nhà mà mình ăn mặn lại là mình nói là tại do gia đình này kia rồi không phải đâu biết do cái tâm mình nó yếu quá nó không có duy trì không quyết tâm nên mình bị thối tâm nên những đức nói rằng bản thân mình dù có gặp sự trở ngại gì đừng có bỏ ăn chay niệm phật cái sự và mình có lầm lỗi sai quấy gì Đừng có bỏ ăn chay niệm Phật Vì khi bỏ ăn chay niệm Phật Là mình sẽ mất cái quệ mạng Hiểu chưa Mất cái quệ mạng Thăng người mấy mươi năm Mình sống mình chết đi Không biết cho nổi về đâu Nhưng mà được thăng người Mà được ăn chay niệm Phật mà bỏ đi Thì chết thì ai cũng chết Nhưng mà cái quệ mạng bị đánh mất Thật sự cái huệ mạng sẽ bị đánh mắt và cái sự trôi lăn trong lục đạo nó dài dữ lắm bây giờ mình nói đây là mình nói với những người mình biết đạo đi còn những người nào mà người ta chưa có hiểu thì thôi mình quan hệ ai với đạo phật vậy thôi nhưng mà mình nói đây là mình phiên nhau những người biết ăn chay niệm phật á còn những người mà ăn chay mà tháng mấy ngày thì mình cứ duy trì mình cố gắng từ từ mình tăng thêm ngày hay ngày thí dụ đó những đức thấy rõ ràng mà mà tâm tính của mình ngày xưa mà ăn mặn nó nóng tính. Ví dụ như ngồi gì mà ai đau chân vì cái thẳng chân không sao đâu. Mình bây giờ là đại gia đình cư sĩ mà thoải mái. Đau chân thì thẳng chân, thẳng chân so, so chân sao. Miễn ngồi thoải mái thôi không sao. Đấy không? Nên từ nơi đó mà mình đã quý vị biết rằng đó, tính tình nóng mà nhờ ăn chay niệm Phật mà nó đỡ nóng tính. Tính những đức dặn dai, dặn rất là dai, xuống ngoài đời là giận rất dai dặn là ba năm chờ không nói chuyện đứng kế bên Giận dai ghê lắm thấy không gì mà ăn chay niệm phật giết dặn quá dai Giận ai bực bội ai gì chút hết Đấy không? còn ai nói cái gì mình buồn mình bực một chút hết không có giận lâu thấy là cái tâm mà người mà mình không có giận lâu là mình đã nhẹ nhàng rồi đó quý vị nên bây giờ mình tu giỏi tu dở gì không biết nhưng mà mình niệm phật mình ăn chay giết mình sửa cái tâm tính mình giết mà thí dụ như hồi đó mình dặn người ta một tháng bây giờ mình còn dặn có nửa tháng là thấy mình cũng kết quả kết quả đó quý vị rồi mình ăn chay niệm phật từ từ giết rồi mình dặn 10 ngày rồi mình ăn chay niệm phật giết mình dặn 5 ngày giết rồi còn một ngày thôi giết rồi còn có nửa ngày đó là thấy mình tu có kết quả đó quý vị Tu sao không biết mà vậy là thấy kết quả rồi nó mình 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 kiểm quan vậy đó mình dở diễn biết nhưng mà mình tu vậy là thấy có kết quả rồi nó thí dụ như hồi đó mình niệm phật lễ phật mình vô mình tu là mình ngáp một thời tu mười lạc. bây giờ mình tu giết mình ngáp còn có hai ba lạc. thì như vậy là nó đã có kết quả rồi nó có kết quả rồi còn nếu như mà mình hồi đó mình tu mình ngáp mười lạc. Bây giờ mình tu viết mà mình ngáp 15 lần thì mình thấy mình đi xuống. Cái này cũng là cái mà mình biết cái cái nghiệp trước ngáp là nghiệp trước chứ gì? Chứ mình người người nó tỉnh ai mà ngáp? Chứ nó ngáp hoài nó cũng khó tu Giống cái chuyện vậy. Nó nghiệp trước thì mình tu viết mà chuyển nghiệp mà từ từ ngáp còn có hai ba lần là mình biết nó có kết quả. Giống như có cái chú cái bên ông lễ Phật. Nha. Cái môn lễ Phật này khi xá là phải xuống Dũi tay xuống xuống đụng tới cái chỗ mình đứng luôn đúng nó nó lễ như khỏe lắm có những cái chú ông kế bên ông lễ ông lễ như đức để ý ông lễ mà hai cái tay ông để ý gì nè có hai cái tay để ý gì thôi rồi mà ông ông để nó ông xá nhẹ sờ nè nó còn hỏng mặt đất nó bao cao luôn nè hỏng mặt đất mà ông yêu xá xuống hai chân giật 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 nó ủa ông này ông xá phật ngộ người ta xá xong chân giật 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 mà ông xá mà trên đầu ông xuống một tí à còn cỡ uh, gần một thước vậy đó xuống tới đất ông xá nhiêu à? Ừ. nó ủa ông xá ngộ chạy xá xong cái chân giật 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 nó đó là nghiệp chứng. nghiệp chứng nặng nề nó xá vật nó phải xuống luôn duỗi hai tay xuống ý nói là giúp cho mình nhìn thâu buông xuống Nói vậy này xá gì đâu mà sáu ngón tay ngoéo lại còn có hai ngón tay để gì đó chỉ ừ, á giống cái buổi chiều, ôi ghê, không mình về xem lại nghe quý vị, mình tu tập có nhiều người mình cái nghiệp nó kỳ cục lắm, ví dụ như mình lúc mình coi phim rồi mình có ngáp mà mình vô mình niệm phật, mình lễ phật, mình lại ngáp thì có không? Có mà, Đó. những đức ngồi tu thấy vì những đức lễ phật cái vị thấy nhiều người nó ngáp quá chẳng hoặc ngồi nghe nói chuyện ngáp, lên ngáp suốt nó nên mình mà tu với từ từ mình đỡ ngáp thì nó cũng là nó cũng nhẹ bớt nó giống như tu giết đỡ giận đỡ trách người nó cũng hay rồi đó quý vị nó quý vị biết là, tính tình như đứa nóng tính giận dai nè săn si khó chịu à, nhưng mà nhìn đứa thấy rõ ràng là bây giờ mình không có giận ai lâu thật sự giết rồi mình nhắc mình là thôi ai thương ai ghét thôi mặc kệ bản thân mình cố gắng nhìn lại sửa mình cho tốt vì bản thân mình còn nhiều cái sai vì mình sửa mình thôi người ta có quyền nhìn nhận mình ta có quyền nói nhưng mà mình phải cố gắng mình sửa thật sự sửa giết nó sẽ tốt quý vị tu là tu sửa quý vị giống như ngày nào mình cũng đi tắm vì người nó dơ thì giống như ngày nào mình cũng phải sửa tại vì có người mình ai cũng sai nên ngày nào mình cũng phải sửa thôi ví dụ như mình bây giờ tại gia cư sĩ mình tu tập đi giờ vợ chồng rồi sống với nhau tu tập đi giết tự nhiên người nào cũng thấy mình có lỗi. Chồng thấy chồng có lỗi, vợ thấy vợ có lỗi. Con thấy con có lỗi. Từ nơi cái tâm này mà gia đình hòa hợp á. Tại vì thấy mình có lỗi nên khi vợ tức lên chồng nhịn, chồng tức lên vợ nhịn. Cha mẹ la con con nhịn. Gia đình như vậy nó hạnh phúc cỡ nào quý vị, thấy không? Một câu vật hiệu mà đem áp dụng trong cái cuộc sống đặc biệt không? Rồi mình niệm Phật giết rồi bản thân chúng ta làm cái việc gì mình không có dám mà Thí dụ như mà Mà thí dụ như là nhà nước nó đưa ra thế má làm sao Mình đóng đàn quạt Nói thân mình không dám Tại vì nếu mà mình mà, 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 mà làm không đúng Thì không khác là mình ăn cắp của công Của nhà nước Nó thật sự mà nói cái Cái tội trộm cắp nó cũng là cái cái quả báo của nghèo nàn Thấy không Nên từ nơi đó mấy vị tới vào pháp nhân quả rất là hay Dạy điều này thì thật sự mà nói Quốc gia nào không đồng đồng tình mấy vị Thấy không Nó còn thí dụ như mình còn ăn mặn đi thì, thì mình ăn mặn nhưng mà những con vật nào mình không cần ăn thì mình đừng có giết nó. Mình đừng có tùy tỉ giết nó. Hoặc những con vật nào mình thấy nó có công, ví dụ như con chó nó giữ nhà, con châu cày đất, con bò rồi kia thí dụ mình không ăn được thì mình không ăn. Nghĩa là từ từ cái tâm thiện nó cũng phát lên rồi đó. Cái thiện tâm nó nó cũng phát từ từ rồi đó quý vị tí ăn còn còn ăn thịt đó. Nhưng mà mình không có cái tâm mà sát khí mạnh đối với con vật thì đó cũng là thiện tâm phát rồi đó quý vị. Đúng không cái gì mình ăn mình ăn chứ mình không dám giết bậy bạ hay mình gặp con vật mình không lấy cây đập nó thì cái đó cũng là thiện rồi nó phát hiện từ 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 nó rồi con người mình học đạo giết mình tin nhân quả rồi thì mình làm sao mà dám ăn cắp của người ta của một nhà của công của nhà nước mình không có dám nghĩa là giết từ 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 thì mình mình sẽ tốt thôi mình sẽ là một công dân tốt mà một người mà công dân tốt nhiều người công dân tốt thì quý vị thấy cái xã hội chúng ta sẽ tốt đất nước chúng ta sẽ tốt người làm việc nhà nước người ta cũng nhẹ người ta cũng khỏe nữa. nếu mà người tin nhân quả không người ta rất là khỏe vì mình không có lòn lách mình không có cái kiểu cách mà mà có cái tâm mà lấy của người ta thấy không thì cái tâm đó mình cũng đã thấy tiền rồi thì thật sự mà nói đừng nói cao quá mình đơn giản thôi cuộc sống mình đơn giản thôi thì giờ những đức thấy rõ ràng ăn chay niệm phật ở trong một căn nhà cứ tu tập mà những đức thấy cũng cũng vui mấy ngày nay thì chắc là thức thức nhiều hay sao người nó khô môi tay nó khô thì cục ghê người mình thức nhiều cái vị nó ít ngủ quá nó nó khô chân tay thì sao nghe nó như hôm qua tới giờ luôn mà ngủ có chắc hai tiếng hồ giết là lúc này ít ngủ không biết sao nó nói với mình mình sống với đại chúng trong chùa các cụ mình mình xa các cụ khi mình nhớ nghe quý vị nhất là buổi tối mình nhớ cụ mình ngủ không được thời gian mà đi thời gian lâu này mình nhớ các cụ mình ngủ không được đây là nó thật sự con người mà vì có có tình cảm tại vì sống cùng một nơi sống ở hoàn chỗ rồi rồi với đại chúng quý vị mỗi ngày gặp các cụ các chú các cô các thầy chung nhau trong một đại gia đình mấy vị khi mình đi tự nhiên mình cũng nhớ họ mà nhất là trở về đêm mình tự nhiên mình nằm mình 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 ngủ không được mình sẽ nhớ họ nhiều sẽ rất ít ngủ luôn thật sự nhưng mà những đức thấy hay gây, chỉ có cái niệm phật thôi mà nói, nó 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 nó, dưỡng được cái cái năng lượng mình nghe chứ những đức mà không niệm phật chắc là nó 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 xuống nó ớm o ngủ không được ăn không ngon đấy nó nó buồn không đơn giản đâu nên từ nơi đó mà những đức nói cái công đức niệm phật này hay ghê. thì thời gian nào đó thôi mình cũng sẽ điều chỉnh lại thôi nó quân bình cái tâm bình thường lại chứ nếu mà nói mình không nhớ cái cụ nó phụ tình quá không đúng quý vị vì con người sống nhau cả chục năm chờ mà bên tay bên chân thương yêu nhau mà làm gì không nhớ thật sự mình trong già mình đến một cái người bản, bản thân mình bạn bè mà xa nhau còn thấy nhớ không chi sống trong gia đình bên tay bên chân có chục năm chờ không đơn giản đâu nên từ nơi đó mà mình khi nghĩ tới các cụ rồi nghĩ tới nhiều người sống chung với nhau tự nhiên mình nhớ họ có khi mà con mắt cũng rớm rớm nước mắt cái chứ dễ đâu đàn ông dù cứng cỏi nhưng mà cái tâm mình mình thương người ta mình nhớ người ta mình cũng buồn nên nhờ như mỗi ngày tu tập mà nó nó dịu được cái tâm, nhưng đức nghĩ thời gian nữa thôi, thì mình sẽ chấp nhận thôi, bản thân mình sẽ thích nghi và sống sẽ đặc biệt hơn. thì những đức mong rằng là mỗi một con người sống trong cuộc đời này, mình gặp sự cố trở ngại gì mình cũng niệm phật mình tu tập đi, rồi từ từ mình sẽ dịu cái tâm thôi. còn những người từng ở chùa hay giờ không ở chùa thì cố gắng ăn chay niệm phật, cái đó là mình khuyên nó tùy đó thôi, thật sự, vì đó là huệ mạng quan trọng nhất đừng có bỏ. Nhớ kỹ đừng bao giờ buồn ai trách ai Mà bỏ niệm Phật nghe Phật không có lỗi Chúng ta chỉ có lỗi vì nhân quả của bản thân mình Với nhau thuận nghịch Phật không có lỗi đâu Niệm Phật là sẽ hiếu với cha mẹ Niệm Phật sẽ nhiệt tình hết lòng Niệm Phật mở rộng tâm lượng Niệm Phật không buồn giận người để trong tâm Niệm Phật thành cái dễ tính Vậy thì mình cứ niệm Phật đi Đừng có buồn trách ai Đừng có thất vọng ai mà bỏ niệm Phật nghe Bỏ niệm Phật sẽ mất tất cả đó quý vị Còn các cháu nhỏ mà ngồi đây thấy dễ thương lên tu đồ ngoan mấy bé đó, rất là ngoan các con cố gắng niệm phật sau này thông minh ừ. Ừ. sống sẽ rất là tốt học giỏi nha thôi chúc quý vị an lạc chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ai di đạo phật ai di đạo phật ai di đạo phật ai di đạo phật ai di đạo phật